Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vô chợ nha, chợ Hòa Bình. Ngay đây là góc đường Nhiêu Tâm, mặt đường Nhiêu Tâm. Bữa giờ mình đi ngoài dòng chợ rồi, nay mình đi vô lòng chợ luôn nha. Hôm nay có sự góp mặt của Nị. Mình đi vô chợ xong cái hồi nữa mình đi qua bên chỗ Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa lấy heo quay đó, bên trong lòng chợ này. Chỗ này hàng thịt. Đi chơi, đi một vòng vô đây xem coi chợ này có khác gì mấy chợ khác không nha. Nhìn sơ hả, trong đây rộng quá. Dạo một vòng rồi, hồi nữa đi ra mày vòng vòng đi, họ lấy heo. Rồi cái bill nè. Cầm bill. Đặt hồi ra lấy. Chỗ đó phải đặt trước á. Trả tiền luôn rồi, không có đặt cọc. Nó là 200 mấy ngàn ký. Đâu? Ở đây giày dép. Giày dép gì đó. Dạ, đi chơi. Dạ. Dạ. Chiều ra chợ Bến Thành đó hả? Ra cô Hồng là phải 4-5 giờ, 4-5 giờ mới mát được. Dạ, dạ đi vòng vòng đây. Dạ, mình cũng giống như ở chợ Đại Quang Minh nha. Nè. Dạ. Dạ không. Bây giờ trưa nên ở trong thì không có đông bằng ở ngoài. Hả? Chịu hết nổi rồi, ngày qua bị sao? Rau cải quá trời. Ở trong đây mát mẻ, rau cải quá trời. Gắn vô nó mới có, không gắn lấy đâu nó có. Trong đây có hàng ăn. Bữa nào vô đây ăn trưa, ăn trưa được. Mai vô đây ăn trưa. Mai học bài. Ba bún mắm rồi hủ tiếu Nam Giang Hoàng Thánh. Nay em dẫn cô chú anh chị mình đi chơi nha, đi khám phá vô chợ. Chứ hôm nay thì không có nhu cầu mua sắm ở đây. Ở đây cũng giống chợ Bến Thành đó. Cái kiến trúc chợ nó xưa. Hoa dòng trở ra đường này đó. Bên đây hàng thịt. Cái trần này đúc luôn. Cái trần đúc lên hố nóng. Mà qua đây cái nóng.
Hết quá chú à. Dạ. Cái đằng kia cái trận thì đúc, ở đây thì cái trận máy tôn. So với bằng kia thì nó không mát bằng. Rồi đi ngang đi ra đây là Nghĩa Thục. À, mình đi ra đường Nghĩa Thục. Ủa? Ra đây là Bùi Hữu Nghĩa chứ. Và ra đây là đường Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa, mình bắt đầu đi vô cái phố thịt quay heo quay nha. Hả? Phía bên đây là cái trận bên đây đúc nè. Cái trận bên đây đúc, còn qua bên kia thì cái trận tôn, cái máy tôn. Củ lùng lại khoai. À, chợ này nổi tiếng là chợ hải sản. Rồi chúng ta thẳng đường Bùi Hữu Nghĩa này sẽ đi đến cái khúc bên kia. Khúc bên kia là dịch quay heo quay, phố heo quay. Bên cống thì bên đường nè, bên tay trái này có cái ngã tư nè. Ngã tư Bùi Hữu Nghĩa với Nghĩa Thục. À, nếu chúng ta đi dẫn đạo đi vô thì bên cống bên tay phải, còn trong chợ đi ra thì bên cống bên tay trái. Giờ thì chưa có bán đâu ha. À, cái bánh bánh cống lạ nên được nhiều người hưởng ứng. Ở cái này là cái chung cư. Hiện giờ trời rất là nắng. Nắng lắm luôn. Đó, cái chung cư lúc nãy là 83 Bùi Hữu Nghĩa. Là nơi bán bánh cống buổi chiều á. Tầm 1 giờ cho tới khoảng 4-5 giờ. Heo quay thì hồi sáng em có lợi đặt rồi, thì bây giờ chúng ta lợi lấy thôi. Thì coi cái không khí bây giờ chắc không bằng buổi sáng, nhưng mà gửi bà con xem chơi cho vui nha. À, ở đây cũng có rất là nhiều món ăn. Ở quận 5 này là đứng đầu về ăn uống. Chúng ta đến ngã tư Trần Hưng Đạo và Bùi Hữu Nghĩa nè. Sáng không ăn sáng giờ. Thôi, anh đi ăn tô tiết với trứng gà mà. Đâu có bánh phở đâu. Không có no đâu. Ăn yếu quá. Nay chúng ta đây đang ở ngã tư Trần Hưng Đạo và Bùi Hữu Nghĩa. À, bây giờ chúng ta sẽ đợi qua đường nha. À, ngay đây có cái xôi lá chuối cũng rất là ngon nè. 10.000. Ngon. Phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nhanh gọn lẹ,
rồi đi làm văn phòng chạy ngang cái 10.000 ăn no tới trưa. Sao trước giờ không kêu mà xôi no lâu lắm. Ở nhà chạy đây 15-20 phút đưa sư đệ đi học rồi sao đi trễ giờ làm. Đây con đường Bùi Hữu Nghĩa, hôm nay chúng ta mua heo quay không phải ở Sầm à, chuyên gia uống gặp ăn là tấp vô liền. Đây có xe Sầm, đây nó Sầm ngay chỗ ơi. Hai ly đen đen là nước đắng nè. Nước đắng hả? Đúng không? Trời nắng nấu nước sầm thôi. À, một ly. Không có ngọt mấy. Đặc là dễ uống. Ngọt quá uống hết nước. Vừa đủ. Nắng quá. Ly nhiêu? Để cô bán bánh bánh lọt tàu hũ. Lấy xăm 7.000. 7.000 không đá. Ở Trần Đạo cũng có nổi tiếng nước xăm nè, nước xăm Hồ Lô. Nước xăm Hồ Lô nổi tiếng. À, có chi nhánh đâu ở ở bên Nguyễn Trãi thấy cũng Hồ Lô nữa. Mà không biết có phải là chung hay riêng. Chà, thanh tâm vậy hả? Như tâm lắm. Đây, cơm anh hùng này. Hôm trước có review cho cô chú anh chị mình xem món ăn ở đây rồi nè. À, cứ anh Tâm cũng có ăn ở đây rồi nè. Ở Việt Nam thì ăn cơm thì thường là một dĩa cơm với một phần đồ ăn. Hoặc là người ta đi chung nhóm thì người ta kêu cơm phần ha, một hố cơm và nhiều món. Đó. Đây có cái chung cư. Chúng ta đến chè nãy hả? Chè Thanh Tâm hả? Mình thấy cũng tháng thù thật thẻ. Có súp cua cá viên nữa nè. Tới khúc này là ăn uống tấp nập rồi nè, quá trời đông luôn. Đây là ngã tư Bùi Hữu Nghĩa với Phan Nhân Trị. Bên đây thì dịch quay Vĩnh Phong nè, quá trời đông luôn ha. Nam dẫn cô chú anh chị mình đi xem phố phố heo quay, phố dịch quay nha. Con phố nổi tiếng ở quận 5. Một cái bên thì có dịch quay heo quay phát hành nguyên tòa nhà luôn nè. Và thấy rất là đông, mua xếp hàng đợi má trời. Đây có quán nhậu, cà phê, ở quán nhậu chứ. Quán này lúc nào cũng đông nè. Cái bên thì có cái hẻm 161. Hôm trước em có vô để cô chú chị mình xem rồi đó. Rồi qua lấy heo. Xe.
mua heo quay, vịt quay ship hàng không? À, mới có giống ở bên nước ngoài không ha? Rất là đông. À, mình đứng đây xem nha. Ở đây đặt heo thì khoảng một tiếng hơn có, tùy theo tình trạng, tùy theo trọng lượng. Của anh có chứ? Đây. Rất là đông luôn. Mình nhìn qua bên đường này. Quán nhậu 108 đi. Sách nổi không? Hả? Sách nổi không? Nổi. Rồi đi, về. Có coi thử không? Có mở coi thử. Nè, người ta coi thử nha. Tập hợp. Khui hộp. Rồi xong đi về thôi. Con heo 1,5 kg, không có đồ lòng. Rồi mình sẽ đi về trên đường Phan Văn Trị. Nay là ngày cúng. Nay ngày cúng gì ta? Hả? Nay ngày cúng gì? Tổ Hùng Vương hả? Rồi mình sẽ đi về con đường Phan Văn Trị. Mà xe đông quá. Và đó, Vĩnh Phong nè, vừa qua Vĩnh Phong nè. Đây. Không biết có heo quay không mà không thấy. Không thấy nên bên nào cũng được. À, người ta đi con đường Phan Văn Trị. Không biết nữa. 1,5 kg đâu nào mình cầm à? 1,5 kg thôi nặng rồi. Thấy không? Cái chắc độn gì á. Cái hộp rồi đó chi. Cái mâm nữa. Đường này, trường Kim Đồng nè. Trường này có cái hẻm đi thẳng ra bên đường Trần Hưng Đạo. Chúng ta cùng nhau khám phá cái hẻm đó nha. Này dẫn anh chị mình đi khám phá quận 5 Sài Gòn. Khu chợ Hòa Bình. Nay thì ở nhà là gì? Nhà cúng gì? Trả lễ không? Cúng trả lễ chứ không phải là đám giỗ. Nên mua con heo. Này quán ốc. Ở đây có cái hàng cây rất là mát. Đâu có hẻm nào. Không biết cái hẻm đâu ta. Nhớ trước anh có đi thăng thông qua luôn không à. Thông với trường học. Tại trường Kim Đồng đó nằm ở mặt Trần Hưng Đạo á. Cũng có. Rồi, xích tới trên kia là đường Quỳnh Mẫn Đạt. Con đường Quỳnh Mẫn Đạt rất là nắng con đường đó, nhưng mà có rất là nhiều quán quán ăn sáng. Đây hẻm này nữa. Để lên sách nha. Hẻm này ăn xíu rồi. Hẻm cục rồi. Hẻm cùng
hẻm cái bên trường Kim Đồng á mà. Dạ rồi, cảm ơn chú. Mình đi hẻm này cho nó mát, mà biết đâu có cô chú anh chị ở trong những con hẻm này. Hẻm 447 hả? 47 449 hồi xưa hả? Hồi xưa là 449 Phan Văn Trị, giờ là 447 Phan Văn Trị. Đây đem đi trước nha. Ở đây là 780 Trần Đạo, hẻm này là 780. Mát ha, nhìn nhìn xóm quận 5. Đây có nhà này cổ nè. Nhìn kiến trúc là biết thời xưa đó. Rồi, chúng ta ra đây là đường Trần Hưng Đạo. Nào, cái bên đối diện thì có cái chung cư 1009 Trần Hưng Đạo. À, ngay tới đây là ngã ba Nhiêu Tâm rồi nè. Rồi, thì hành trình đến nay em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Một số hình ảnh ở khu chợ Hòa Bình và con phố phố quay của đường Bùi Hữu Nghĩa. Gửi đến cô chú anh chị bạn xem cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây chung cư 1009 1001 997 chung một dãy của chị Lily. Lâu hồi xưa xây không có bị rong, không có bị rong rêu. Mà không biết sao mấy nhà dưới đóng cửa hết à. Đa số đóng cửa. Hay là mình đi lúc người ta nghỉ.